thắng đậm giành 3 khu vực ở Bắc Mút, phá hai kho vũ khí của Ukraine tại Donetsk. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 23 tháng 4 cho biết, lực lượng của nước này trong 24 giờ qua đã giành quyền kiểm soát 3 quận ở vùng phía tây thành phố Atiomos, Ukraine gọi là Bắc Mút. Theo ông Konashenkov, quân nhân lực lượng nhảy dù của Nga đã kìm chân các đơn vị Ukraine ở hai bên sườn và hỗ trợ các đơn vị tấn công chính vào Bắc Mút. Quan chức trên cho biết, các máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện 6 lần xuất kích để hỗ trợ các đơn vị tấn công đang chiến đấu giành quyền kiểm soát Bắc Mút. Ông nói, tổng cộng các máy bay đã thực hiện 6 nhiệm vụ để hỗ trợ các đơn vị tấn công và lực lượng pháo binh đã khai hỏa 62 lần. Ngoài ra, theo ông Konashenkov, pháo binh và hàng không tác chiến Nga đã tấn công các đơn vị Ukraine tại các khu định cư Bodanovka và Nikolayevka ở Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã phá hủy một kho đạn của lữ đoàn đổ bộ đường không số 95 của Ukraine gần làng Serebrianka ở Donetsk, cùng một kho đạn tên lửa và pháo gần làng Konstantinovka. Theo ông Konashenkov, Nga đã loại của Ukraine 255 binh sĩ ở khu vực Donetsk trong ngày qua, cùng với một xe chiến đấu bộ binh, 6 xe chiến đấu bọc thép, một tổ hợp hỏa lực phóng loạt Grad cũng như hai khẩu pháo D-20. Lực lượng phòng không Nga chặn 10 quả rocket HIMARS và đạn pháo từ hệ thống hỏa lực Uragan, 5 máy bay không người lái của Ukraine ở Novo Golikovo, Rubizhnoye ở vùng Lugan, Starom ở Donetsk. Trước đó, cố vấn của lãnh đạo vùng ly khai Donetsk, ông Jan Gagin nói, Nga đã kiểm soát 90% diện tích Bắc Mút. Theo ông, Nga đã tiến đến cao tốc Atiomot-Chashopja, chặn đường tiếp tế của Ukraine ở hướng này và bao vây đối phương. Mặc dù vậy, Ukraine vẫn chưa phát đi tín hiệu sẽ rút khỏi Bắc Mút. Ukraine lo ngại nếu họ để mất Bắc Mút, Nga sẽ tiến sâu hơn vào Donetsk. Vì vậy họ quyết tâm bám trụ tới cùng ở đây. Kiev cũng tin rằng họ đang làm tiêu hao lực lượng mạnh nhất của Nga ở Bắc Mút để giành lợi thế khi Ukraine tiến hành kế hoạch phản công trên diện rộng trong thời gian tới đây. Bắc Mút đã chứng kiến Nga và Ukraine giao tranh quyết liệt trong hàng tháng qua. Cả hai bên đã dồn nguồn lực lớn, bao gồm khí tài, Binh sĩ tới thành phố trào lửa này và đều hứng chịu thiệt hại nặng nề. Nổ lớn ở thành phố cửa ngõ Ukraine, Nga kích hoạt phòng không bán đảo Crimea Theo Ukrainska Prada dẫn nguồn tin từ ông Ivan Fedorov, thị trưởng thành phố Melitopol cho biết, một vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại thành phố miền nam Ukraine vào ngày 23 tháng 4. Ông Fedorov viết trên trang Telegram cá nhân, một vụ nổ vào buổi sáng lại tiếp tục diễn ra tại thành phố Melitopol đang bị đối phương kiểm soát. Người dân đã nhìn thấy cột khói và nghe thấy tiếng nổ lớn ở khu vực phía bắc thành phố này. Theo ông Fedorov, giới chức thân Nga tại Melitopol đã lập tức cử lực lượng phản ứng nhanh cùng nhiều xe cảnh sát, cứu thương và cứu hỏa tới hiện trường vụ nổ. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ nổ hiện chưa được công bố. Cùng ngày, chính quyền Crimea tuyên bố hệ thống phòng không trên bán đảo này đã được kích hoạt. Ông Sergei Asionov, một quan chức tại Crimea, xác nhận. Lực lượng phòng không Nga đã tiến hành tác chiến trên bầu trời Crimea, chưa có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận. Tôi yêu cầu tất cả người dân bình tĩnh và lắng nghe hiệu lệnh từ những nguồn thông tin chính thống. Vị trí chính xác và lý do khiến hệ thống phòng không Crimea được kích hoạt ngày 23 tháng 4 hiện chưa được công bố. Ông Asionov không lên tiếng bình luận về mối liên hệ giữa vụ nổ tại Melitopol và việc kích hoạt hệ thống phòng không tại Crimea. Quân đội Ukraine gần đây liên tục tiến hành các vụ pháo kích nhằm vào thành phố Melitopol, cửa ngõ dẫn đến bán đảo Crimea tại miền nam nước này. Hôm 14 tháng 4, pháo binh Ukraine đã tập kích một ga xe lửa tại Melitopol. Đây là nơi được nga sử dụng để cất giữ khí tài quân sự cũng như thiết lập một xưởng sửa chữa vũ khí. Trước đó vào hôm 3 tháng 4, một ô tô đã phát nổ và bốc cháy dữ dội tại khu phố Botan Khmelnitsky ở trung tâm Melitopol khiến cho ông Maxim Zubarev, người đứng đầu chính quyền thân Nga tại làng Jakimivka, bị thương. Giới quan sát cho rằng, vai trò của thành phố Melitopol trong thời gian tới sẽ vô cùng quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, đặc biệt là khi thành phố này đóng vai trò như một cửa ngõ giúp quân đội Ukraine tiến gần hơn tới bán đảo Crimea. Tại một cửa ngõ khác là Kherson, Quân đội Ukraine tuy đã giành được thành phố Kherson vào cuối năm 2022, nhưng được cho là sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc vượt qua tuyến phòng thủ tảng ngạn sông Dnieper của các lực lượng thân Nga. Vì vậy, phương án khả thi hơn để tập kích bán đảo Crimea là thông qua việc kiểm soát thành phố Melitopol. Ukraine gai mìn phá hủy sát thủ chiến trường T-90 Nga Mới đây, lực lượng đặc nhiệm Ukraine thông báo cuộc săn lùng xe tăng Nga vẫn tiếp tục, các binh sĩ thuộc một trong các đơn vị của lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã gài mìn chống tăng TM-62 ở một trong các mặt trận. Xe tăng T-90 của đối phương đã phát nổ khi trúng mìn. Mìn chống tăng truyền thống TM-62 được Ukraine sử dụng để chặn đà tiến công của các xe thiết giáp, xe tăng Nga. Ukraine nhiều lần tuyên bố phá hủy các khí tài quân sự của Nga, đặc biệt là xe tăng bằng mìn TM-62. T-90 nặng 45 tấn, có kíp 3 người. Với súng 125 ly và giáp thép tổng hợp, là một trong những xe tăng tiên tiến nhất của Nga. T90 được phát triển thời hậu Soviet. Đây là phiên bản T72 được trang bị công nghệ mới. Xe tăng này có tốc độ tối đa hơn 60 km/h, được trang bị súng máy PKTM 6P7K 7,62 mm gắn trên tháp pháo và có tầm hoạt động 550 km, sử dụng động cơ diesel V12. Các dòng T-90 được xem là xe tăng hiện đại hàng đầu trong kho vũ khí Nga với giáp phản ứng nổ tiên tiến, hệ thống phòng vệ và hệ thống điều khiển hỏa lực hiệu quả giúp nó có thể bắn xa và chính xác hơn vào mục tiêu. Nga đưa tới chiến trường Ukraine T-90M ProRip. Đây là phiên bản cải tiến uy lực của dòng xe tăng T-90 chủ lực của Nga. Nó được trang bị một tháp pháo hoàn toàn mới khác và một động cơ mạnh mẽ hơn. ProRip được trang bị hệ thống ngắm mới cho phép sử dụng vũ khí vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Một lợi thế của T90M là có thể chia sẻ dữ liệu với các phương tiện khác trong thời gian thực. Xe tăng T90M vượt trội đáng kể so với xe tăng tiền nhiệm T90 nhờ hiệu quả chiến đấu, trong khi vẫn giữ được những ưu điểm của mẫu xe trước đây. T90M được trang bị hệ thống phòng vệ Storramer giúp bảo vệ hiệu quả trước tên lửa chống tăng có dẫn đường của đối thủ trong bối cảnh các tên lửa chống tăng của phương Tây đang gây ra không ít thách thức cho thiết giáp Nga trong thời gian qua. T-90M được trang bị hệ thống vũ khí và điều khiển hỏa lực hiệu quả, giúp xe tăng này có thể bắn xa và chính xác hơn vào mục tiêu. Trung úy Oleksandr Romanchuk, một chỉ huy đại đội xe tăng Ukraine thừa nhận, khả năng chiến đấu vượt trội của T-90 của Nga nói rằng cần có 3 xe tăng hoặc may mắn mới có thể đối đầu với xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga. Ukraine đang phụ thuộc vào những xe tăng T62 và T72 từ thời Liên Xô. Những xe tăng cũ này được cho là không thể đối phó với xe tăng T90 của Nga. Các chiến lược gia Ukraine và các chuyên gia phương Tây cho rằng, Kyiv cần nhiều thiết bị hạng nặng chất lượng cao hơn để đối phó với một cuộc tấn công lớn của Nga vào mùa xuân, cũng như giành lại những vùng lãnh thổ rộng lớn mà Nga đang kiểm soát. Ukraine điều tàu đổ bộ chuẩn bị vượt sông tấn công phòng tuyến Nga. Trang AviaPro dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Mikhail Jovinchuk cho biết, thời gian qua, quân đội Ukraine đã điều động nhiều tàu đổ bộ loại nhỏ tới khu vực hữu ngạn sông Dnipro ở Kherson. Đây được xem là động thái chuẩn bị cho kế hoạch vượt sông nhằm tấn công phòng tuyến của Nga tại hữu ngạn sông Dnipro. Ông Jovinchuk nói, đối phương đang cố gắng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào phòng tuyến của Nga tại sông Dnipro, sử dụng các tàu đổ bộ loại nhỏ Lợi thế của quân đội Ukraine là việc phòng tuyến của Nga trải dài ở phía tả ngạn sông Dnipro và việc tuần tra kiểm soát toàn bộ phòng tuyến là rất khó khăn do những trận pháo kích liên tục. Tuy nhiên, việc không thể duy trì hậu cần cho lực lượng tấn công là một trở ngại lớn với kế hoạch này. Nếu muốn di chuyển vào sâu bên trong phòng tuyến, đạn dược và vũ khí cần phải được tiếp tế liên tục. Trước đó vào cuối tháng 2, thông tin về việc Kiev tập trung một lực lượng đông đảo tại bờ phải sông Dnipro nhằm tiến hành phản công cũng đã được ghi nhận từ phía các quan chức thân Nga tại miền nam Ukraine. Về phía Nga, quân đội nước này tuyên bố đã nhiều lần đẩy lùi các nỗ lực tấn công đổ bộ của quân đội Ukraine tại khu vực sông Dnipro, gây ra thiệt hại nặng nề cho binh lực và trang thiết bị quân sự của đối phương. Hôm 18 tháng 4, hình ảnh về một tàu đổ bộ thuộc đề án 376 Jaroslavets của Ukraine bị UAV cảm tử lan xét Nga đánh chìm trên sông Dnipro cũng đã được ghi nhận. Theo một số nguồn tin, con tàu này thuộc hạm đội đường sông của Hải quân Ukraine và đang trên đường chở các binh sĩ đổ bộ lên khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nhằm tái chiếm cơ sở năng lượng quan trọng này. Cũng tại tỉnh miền nam Zaporizhia hôm 23 tháng 4, người phát ngôn của nhóm tác chiến phía đông thuộc quân đội nga alexander godeyev tuyên bố quân đội nước này đã tiến hành tập kích bốn cứ điểm phòng ngự của ukraine trong ngày qua ông godeyev nói các đơn vị pháo binh của chúng ta đã tập kích bốn cứ điểm phòng ngự cùng hai căn cứ tạm thời của đối phương tại các khu định cư valikaya novosionka novosionka malinovka và Belogorie ở zaporije 50 binh sĩ Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Cũng theo ông Gordeyev, các binh sĩ thuộc nhóm tác chiến phía Đông đã sử dụng pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp để tấn công căn cứ của Ukraine tại chảo lửa vuleda ở Donetsk. Các hoạt động tấn công liên tục của Nga đã khiến cho quân đội Ukraine không thể tiến hành các nhiệm vụ tác chiến tại khu vực này. Ông Gordeyev tiết lộ, nhiều lựu pháo, súng cối và các đài radar phản pháo của Ukraine đã bị phá hủy sau các trận tập kích của Nga ở Voleda. Phát hiện lý do ông chủ Wagner kêu gọi Điện Kremlin chấm dứt chiến tranh Việc người sáng lập tập đoàn lính đánh thuê Wagner, Jeff Jenny Prigozhin, kêu gọi Điện Kremlin chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt và tập trung vào việc củng cố lực lượng Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, có thể cho thấy ông đã tìm thấy các đồng minh trong Bộ Quốc phòng Nga, những người ủng hộ tạm thời đóng băng cuộc chiến ở Ukraine. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK lưu ý rằng, vào đầu tháng 4, ông Prigozhin đã công khai nối lại hợp tác với Bộ Quốc phòng Nga và dường như đã giành lại một số đặc quyền do Điện Kremlin cấp sau nhiều tháng mâu thuẫn với Bộ Chỉ huy Quân sự Nga. ISVK tin rằng, sự hợp tác của ông Prigozhin với Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, người đứng đầu Wagner có thể đã đạt được thỏa thuận với Bộ Chỉ huy Quân sự Nga, đưa ra đề xuất ngừng bắn tạm thời với ông Putin bằng cách này thì báo cáo cho biết ông prigozhin muốn lấy lại khả năng xây dựng lực lượng và mở rộng triển vọng chính trị của mình trước cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống ở nga viện lưu ý rằng ông prigozhin trước đây cũng đã chỉ trích các mục tiêu tối đa của putin trong cuộc chiến ở ukraine và đưa ra những dự đoán bi quan về việc nga sẽ mất bao lâu để chiếm được donbass isvk gợi ý rằng những tuyên bố này có thể là một phần của đề xuất ngừng bắn các nhà phân tích ISVK cũng lưu ý rằng, câu lạc bộ những người yêu nước giận dữ gần đây đã cáo buộc ông Prigozhin hỗ trợ các nỗ lực làm dịu cuộc chiến ở Ukraine. Báo cáo viết, cáo buộc này cũng có thể chỉ ra rằng Prigozhin đã tìm được người bảo trợ, có thể liên quan đến các quan chức Bộ Quốc phòng Nga, người ủng hộ việc tạm thời đóng băng cuộc chiến ở Ukraine vì lý do chính trị. ISVK kết luận, một lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine và kéo dài chiến tranh sẽ chỉ có lợi cho Nga bằng cách cho phép nước này tái thiết lực lượng và làm giảm sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine. Nga sẽ sử dụng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine làm bàn đạp cho các hoạt động tấn công trong tương lai sau khi khôi phục khả năng chiến đấu của mình. Ukraine áp lệnh trừng phạt với Nga kêu gọi đồng minh vượt lằn danh đỏ. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một đạo luật cấm đặt tên các địa danh ở Ukraine theo các nhân vật hoặc sự kiện lịch sử của Nga. Động thái này là một phần trong nỗ lực phi Nga hóa ở Ukraine trong bối cảnh Moscow tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện. Với tiêu đề Tên địa lý, luật nhằm mục đích điều chỉnh việc sử dụng địa danh ở Ukraine theo văn bản của luật. Luật cấm đặt tên các địa danh với tiêu đề Tôn vinh, duy trì, quảng bá hoặc tượng trưng cho nước Nga, hoặc các địa điểm, thành phố, ngày tháng, sự kiện và văn hóa nổi bật, đáng nhớ, lịch sử của nước này. Những người đã tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Ukraine và các quốc gia có chủ quyền khác. Luật cũng cấm các điểm đánh dấu địa lý liên quan đến các chính sách và thực tiễn toàn trị của nhà nước, liên quan đến việc đàn áp các nhân vật đối lập, những người bất đồng chính kiến và những người khác kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện vào Ukraine từ ngày 24 tháng 2. Ukraine đã tiếp tục quá trình phi Nga hóa đang diễn ra, vốn đã đạt được động lực sau cuộc biểu tình Euromaidan năm 2014. Là một phần của những nỗ lực này, các tượng đài cho nhiều nhân vật lịch sử Nga đã được xây dựng, bị dỡ bỏ và những con phố mang tên người Nga hoặc lịch sử Liên Xô đã được đổi tên. Vào tháng 1 năm nay, người dân Kiev đã bỏ hơn 100.000 phiếu bầu để đổi tên ga tàu điện ngầm của thủ đô là tình bạn của các dân tộc trong tiếng Ukraine thành Zvireneska, tên lịch sử của khu vực, và Lva Tostoho, được đặt theo tên nhà văn Nga Lev thành quảng trường anh hùng Ukraina. Mùa xuân năm ngoái, các tượng đài của nhà văn Nga Alexander Pushkin đã bị dỡ bỏ tại các thành phố cảng Mykolaiv phía nam Ukraina, thành phố Ternopil và tỉnh Zakarpattia phía tây Ukraina. Tương tự, tượng đài hoàng hậu Nga Catherine II đã bị dỡ bỏ ở Odessa vào ngày 28 tháng 12 sau một cuộc bỏ phiếu trực tuyến của người dân Odessa. Các nhà hoạt động đã kiến nghị trong nhiều năm để dỡ bỏ bức tượng được dựng lên vào những năm 1900 khi Odessa là một phần của Nga. Mặc dù đã bị những người Bolshevik gỡ xuống vào những năm 1920, nhưng nó đã được đưa trở lại vào năm 2007. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrei Menik cho biết trên Twitter, Kiev cần nhận được thêm hỗ trợ quân sự từ các đồng minh. Ông Mennick cho biết ngày 23 tháng 4, Chúng tôi biết ơn các đồng minh đã hỗ trợ quân sự, nhưng điều này là chưa đủ. Ukraine cần gấp 10 lần. Theo ông Mennick, Ukraine kêu gọi các đối tác vượt qua mọi lần danh đỏ và phân bổ 1% GDP cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Người dân đông Ukraine bênh vực quân Nga và đợi họ tới. Đứng bên ngoài ngôi nhà của mình, chỉ tay về cái hố do rocket nổ tạo ra trên đường đi của mình. Một cư dân người Ukraine ở vùng chiến sự tỏ thái độ giận dữ. Bà nhanh chóng quy trách nhiệm cho quân đội Ukraine về cuộc tấn công này. Họ giết hại chúng tôi, các binh sĩ của chúng tôi lại đang giết hại chúng tôi. Người phụ nữ tên Natasha này đổ lỗi về vụ tập kích tên lửa cho quân đội Ukraine, chứ không phải lực lượng Nga đang thực hiện tấn công thành phố Bắc Mút gần đó và bao vây các thị trấn khác trong 8 tháng qua giống như thông tin trong các hoạt động tuyên truyền của Nga. Những người dân địa phương như Natasha đã tố cáo phương Tây gây ra cuộc xung đột vũ trang, đồng thời chỉ trích quân đội Ukraine đã pháo kích nhà cửa của họ nhằm buộc họ phải rời khỏi nơi đây. Bà Natasha sống ở thị trấn Konstantinivka nói với phóng viên tờ New York Times của Mỹ. Họ làm thế một cách cố ý. Họ nói người dân cần phải sơ tán, họ cần đất. Binh sĩ Ukraine gọi những người dân này là những người đợi chờ đây là nhóm những người từ chối đi sơ tán và cố bám trụ cùng nhà cửa đợi chờ quân nga tiếp quản vùng đất họ đang sinh sống dù cho khi ở lại họ đối mặt với nguy hiểm do bom rơi đạn lạc vùng đất donbass là khu vực thân nga nhất ở ukraine nơi đây gần gũi nga về địa lý và có những gia đình có mối quan hệ với cả hai nước tại nhiều thành phố trong vùng tiếng nga được sử dụng phổ biến hơn cả tiếng ukraine truyền thông của nga quá hiệu quả Cảnh sát trưởng địa phương của Ukraine Dmytro Kidyapkin cho biết, quan điểm của các công dân như Natasha phần lớn là do chiến dịch truyền thông của người Nga đã tác động lên người dân địa phương trong hơn một thập kỷ. Theo lý giải của ông này, hoạt động tuyên truyền của Nga đã đẩy những người này vào vòng tay của lực lượng thân Nga kiểm soát các bộ phận của đông Ukraine vào năm 2014. Kidyapkin đánh giá, Chính tuyên truyền là vũ khí lợi hại nhất của người Nga tác động vào người dân Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky thường được đánh giá cao về kỹ năng tuyên truyền. Tuy nhiên, nhiều quan chức Ukraine thừa nhận Nga vẫn nắm thế thượng phong trong cuộc chiến truyền thông. Ở miền đông Ukraine, bất cứ ai có chảo vệ tinh có thể xem các kênh truyền hình thân Nga hoặc bật các chương trình phát thanh tiếng Nga ở các thị trấn chỉ cách tiền tuyến 50 dặm. Cảnh sát Ukraine cho biết phía Nga còn tận dụng các kênh truyền thông xã hội để gây ảnh hưởng với người Ukraine ở miền Đông. Cơ quan tình báo Ukraine đã chặn các tài khoản mạng xã hội mà họ cho là thù địch, nhưng vẫn còn nhiều tài khoản không bị chặn. Konstantinivka, một kênh Telegram thân Nga, có 4.500 người đăng ký. Kênh đăng tải tổng hợp các hình ảnh và video thân Nga, những lời cảnh báo về các cuộc tấn công của Ukraine bằng pháo và rocket. Kênh này thường thông báo rằng quân đội Ukraine đang bắn vào thành phố và khuyên người dân là hãy ở trong nhà. Một thông điệp của kênh này như sau. Hãy cẩn thận, đừng ra ban công và sân nhà, hãy tránh xa cửa sổ. Đến 22 giờ, khi đạn pháo bay tới nơi đây, kênh trên lại đăng tải các bình luận cho biết có tiếng nổ lớn và lửa cháy. Vào sáng hôm sau, kênh này liệt kê các thiệt hại. Hơn 3.000 người phải sơ tán khỏi thành phố nga giáp với Ukraine vì chất nổ. Ngày 23 tháng 4 theo Reuters, thống đốc Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod đưa ra thông báo, hơn 3.000 người đã được sơ tán tại thành phố Belgorod của nga giáp với Ukraine sau khi giới chức tìm thấy chất nổ. Thống đốc Gladkov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các chuyên gia về chất nổ quân sự đã quyết định vô hiệu hóa chất nổ tại một bãi tập. Ông Gladkov cho hay. Bộ Chỉ huy tác chiến đã quyết định sơ tán 17 tòa nhà trung cư trong bán kính 200m. Theo số liệu sơ bộ, con số này là hơn 3.000 người. Ai cần hỗ trợ chỗ ở tạm thời thì sẽ được cung cấp. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20 tháng 4 xác nhận vụ nổ lớn tại một khu dân cư ở tỉnh Bengorod vào tối cùng ngày là do một quả bom thả nhầm từ một máy bay chiến đấu Su-34. Hiện không rõ vụ sơ tán nói trên có ảnh hưởng và liên quan đến vụ nổ tối ngày 20 tháng 4 hay không. Vụ nổ tối ngày 20 tháng 4 tạo ra một hố rộng đến 20 mét trên phố, phá hủy nhiều xe cộ và cửa sổ các tòa nhà xung quanh. Sức nổ mạnh đến mức thổi tung một chiếc xe hơi bay lên mái của một ngôi nhà kế bên. Thống đốc Gladkop nói, có hai dân thường bị thương, trong đó một người phải nhập viện. Theo giải thích của Bộ Quốc phòng Nga, vụ nổ là một tai nạn khi một chiếc Su-34 của không quân Nga bay qua khu vực đã vô tình làm rơi một quả bom vào lúc 22 giờ 15 quân đội Nga đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Bengorod là một trong những vùng của Nga nằm giáp với Ukraine. Các cơ sở năng lượng và vũ khí tại các vùng này thường xuyên xảy ra các vụ nổ từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nga tố cáo Ukraine đã tấn công bằng pháo binh, tên lửa, máy bay không người lái, nhưng Kiev thì không chính thức thừa nhận những vụ việc này.